Đại tướng ma pháp thuật, người lại thất bại rồi sao? Dạ vâng thưa đại vương, cũng may thuộc hạ có hai cái mạng nên mới có thể sống sót trở về đây. Xem ra không tiêu diệt bọn siêu nhân thần kiếm thì sớm muộn bọn chúng cũng trở thành đối thủ đáng gờm của ta. Các đại tướng quân có đối sách gì không? Dạ bẩm đại vương, hãy giao nhiệm vụ này cho thuộc hạ. Thuộc hạ vừa hồi sinh được lũ robot siêu thú cổ đại, nhất định có thể chiến thắng được bọn chúng. Khá lắm đại tướng ma công nghệ. Nếu lần này ngươi có thể tiêu diệt được lũ siêu nhân thần kiếm, mang 5 thanh thần kiếm về cho ta, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tuân lệnh đại vương. Thưa thầy, lần trước thầy có nhắc đến những siêu nhân Gao, họ là ai vậy ạ? Họ là những siêu nhân thế hệ đầu tiên, các siêu nhân thế hệ tiếp theo và cả các em siêu nhân thần kiếm cũng là đã kế thừa năng lượng của các siêu nhân Gao đấy. Vậy có chuyện gì xảy ra với các siêu nhân Gao vậy thầy? Trong cuộc chiến trước đây, Đại Ma Vương đã tạo ra được vũ khí hủy diệt, có thể tiêu diệt được toàn bộ vũ trụ. Để bảo vệ hòa bình của vũ trụ, 5 anh em siêu nhân Gao đã liều mình tấn công vào sao huyệt của bọn chúng. Trong cuộc chiến đó, Đại Ma Vương và vũ khí hủy diệt đã bị phá hủy, nhưng các siêu nhân Gao cũng mất tích từ đó. Có người nói họ đã chết, cũng có người cho rằng họ đã bị thế lực bóng tối bắt giữ. Thầy nói rằng tên Đại Ma Vương đó đã chết rồi sao? Đúng vậy, thân xác của hắn đã bị phá hủy cùng với vũ khí hủy diệt. Hiện tại tuy chỉ còn linh hồn nhưng sức mạnh của hắn cũng rất lớn. Hắn đang âm mưu cướp được 5 thanh thần kiếm của các em. Khi có được 5 thanh thần kiếm trong tay, hắn có thể khôi phục được thân xác và triệu hồi vũ khí hủy diệt. Vì vậy các em nhất định không được để thần kiếm rơi vào tay của hắn. Vâng thưa thầy, dù có phải hy sinh tính mạng, bọn em cũng không để tên Đại Ma Vương đó có được 5 thanh thần kiếm. Có chuyện gì vậy? Bọn quái vật đại tấn công sao? Không đúng, đây không phải là năng lượng của quái vật. Nguồn năng lượng này vô cùng quen thuộc, không lẽ là... Dừng tay lại, các người là ai? He he he, các ngươi là 5 siêu nhân thần kiếm đúng không? Xin tự giới thiệu, ta là đại tướng ma công nghệ. Các ngươi có nhận ra 5 con siêu thú robot này không? Là 5 siêu thú Gao. Tại sao ngươi lại có được 5 siêu thú Gao này? He he he, các ngươi quên mất rằng ta là đại tướng ma công nghệ sao? Đợi ta tiêu diệt các ngươi xong, ta cũng sẽ tạo ra siêu nhân thần kiếm để phục vụ cho ta. Chỉ là các siêu thú hàng nhái mà đòi tiêu diệt được bọn ta sao? Hãy xem đây. Hay à! Hay à! Hay à! Hay à! Hay à! Nữ nhóc con thần kiếm, các ngươi khá hơn ta tưởng đấy. Nhưng các ngươi đừng có vội mừng, hãy xem đây, hồi sinh. 5 siêu cao thú hợp nhất. Siêu nhân Gao siêu cấp. Cái gì không thể nào, không có năng lượng Gao sao ngươi có thể hợp nhất được các cao thú được? He he he, ta là đại tướng ma công nghệ mà. Từ lâu ta đã nghiên cứu ra nguồn năng lượng có thể thay thế được năng lượng Gao rồi. Nói nào, các bạn ơi, hãy tiến lên. Hay à! Không thể nào, những lời nói của hắn là sự thật sao? Hắn đã có thể tái tạo được siêu nhân Gao siêu cấp thật sự. He he he, bây giờ các người mới nhận ra sao? Hãy chết đi, lũ siêu nhân thần kiếm. À, à, à. Các bạn ơi, hãy tỉnh táo lại. Hiện tại bây giờ, kẻ mà chúng ta đang chiến đấu không phải là siêu nhân Gao, mà là tên đại tướng ma công nghệ. Hắn đã dùng ma thuật của hắn sao chép ra một siêu nhân Gao mà thôi. Đúng vậy, nếu chúng ta coi hắn là siêu nhân Gao thực sự thì chúng ta không thể phát huy được tất cả sức mạnh của mình. Các bạn hãy tiến lên. Siêu nhân Gao thần kiếm hợp nhất. Siêu nhân Gao thần kiếm siêu cấp. He he he, cuối cùng các ngươi cũng đã phải giả tuyệt chiêu ra rồi đúng không? Cũng khá đó lũ siêu nhân thần kiếm. Nhưng mà còn lâu các ngươi mới có thể thắng được ta. Hãy xem đây.
Không ổn rồi, năng lượng của hắn mạnh quá, năng lượng của chúng ta không còn nhiều. Được rồi các bạn, vậy thì hãy tập trung toàn bộ năng lượng vào một đòn duy nhất, nhất định phải tiêu diệt được hắn. Năng lượng siêu nhân thần kiếm, siêu cấp. Hay-ya! Hoan hô, thắng rồi các bạn ơi! Cũng may kẻ địch của chúng ta chỉ là siêu nhân giả mạo, chứ phải đối đầu với siêu nhân Gao thật sự thì e rằng chúng ta khó lòng thắng nổi. Các bạn ơi đừng chủ quan, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đúng vậy, tôi cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang ẩn nấp ở gần đây. Thôi chết, mải đánh nhau với siêu nhân Gao mà chúng ta đã quên mất kẻ địch thật sự. Đúng rồi, là tên đại tướng ma pháp thuật. Người hãy mau ra đây ngay đi, đại tướng ma pháp thuật. He he he, khá khen cho các ngươi đã nhận ra. Quả là các ngươi lợi hại hơn ta tưởng. Hẳn nào mà tên đại tướng ma thú và đại tướng ma phép thuật lại bại dưới tay các ngươi. Nhưng mà hôm nay các ngươi sẽ phải chết dưới tay ta thôi. Ngươi đừng có mà hù dọa bọn ta. Tên siêu nhân Gao giả mạo do ngươi tạo ra đã bị bọn ta tiêu diệt rồi. Ngươi làm sao mà tiêu diệt được bọn ta được? He he he, các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Để tiêu diệt được siêu nhân Gao, các ngươi đã phải sử dụng toàn bộ năng lượng của các ngươi rồi. Hiện nay các ngươi chỉ là những người bình thường mà thôi. Chỉ một cái búng tay của ta là các ngươi có thể biến thành tro mà thôi. Cái gì? Hắn nói đúng đấy, chúng ta đã dính bẫy của hắn rồi. Làm thế nào bây giờ? Đây chính là lõi năng lượng của siêu nhân Gao. Lúc lại chiến đấu với siêu nhân Gao, tớ đã lấy được nó. Nguồn năng lượng này khá đồng nhất với năng lượng của chúng ta. Các bạn hãy cố gắng tìm cách kéo dài thời gian. Tớ sẽ sạc lại năng lượng cho 5 thanh thần kiếm. Đến lúc đó chúng ta có thể đánh bại hắn. Các ngươi đang thì thầm gì với nhau vậy? Đã sẵn sàng để chết chưa? Hãy xem đây. Khoan đã, ngươi còn điều gì muốn nói hay sao? Ta công nhận ngươi mạnh hơn hai tên đại tướng ma thú và đại tướng ma pháp thuật. Đúng vậy, chuyện đó là đương nhiên rồi. Tuy nhiên, nói về thông minh thì có vẻ hai tên kia thông minh hơn ngươi đấy. Cái gì? Hai tên đó mà đòi thông minh hơn ta sao? Dựa vào đâu mà ngươi lại nói vậy? Bởi vì hai tên kia đã giải được một câu đố của ta. Câu đố của ngươi? Câu đố đó là gì? Ngươi hãy nói mau. Câu đố của ta đó là con gì càng nhỏ càng to. Hả? Con gì mà càng nhỏ càng to sao? Ủa, con gì ta? Sao nghĩ mãi mà không ra nhỉ? Ta chịu thua rồi đấy. Rốt cuộc đó là con gì? Thế nào rồi Suga? Tốt lắm, cảm ơn cậu. Năm thanh thần kiếm đã sạc đầy lại năng lượng. Đồ ngu, đó là con cua đấy. Á, hóa ra là đố mẹo sao? Các ngươi dám cài ta sao? Ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Hây ya! Hả, cái gì? Không thể nào. Rõ ràng năng lượng của các ngươi đã cạn kiệt rồi cơ mà. Đúng vậy, nhưng trong lúc ngươi đang suy nghĩ giải câu đố thì bọn ta đã sạc lại năng lượng cho 5 thanh thần kiếm rồi. Hãy xem đây, 5 siêu nhân thần kiếm hợp thể. Hãy chết đi, đại tướng ma công nghệ. Cuối cùng đại tướng ma công nghệ đã bị tiêu diệt. Để biết đại ma vương sẽ còn giở những thủ đoạn gì và liệu các siêu nhân thần kiếm có vượt qua được những thử thách phía sau hay không, các bạn hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp học siêu quậy phần 2. Bật mí với các bạn là ở phần này chị Thơ Nguyễn và anh Tiểu Bảo Bảo sẽ không là những giáo viên và phụ huynh nữa mà sẽ trở thành những học sinh cùng với rất là nhiều những người bạn học nổi tiếng của mình như là tên là Vlog, Bella, BTS, Minh Mập, Bánh Bao, anh em nhà Mau Ca, Mau Đệ sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.